Xin kính chào quý vị và các bạn. Sáng sớm nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão thứ hai hoạt động trên biển Đông và có tên quốc tế là Bebinka. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 cấp 9 giật cấp 10 cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ từ chiều mai gió cũng sẽ mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 cấp 9 giật cấp 10 cấp 11, biển động rất mạnh. Tàu thuyền cần về nơi cư trú an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trong khi đó thì tại khu vực đất liền, trong ngày hôm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ yếu nằm ở rìa phía Nam của dạnh áp thấp với vùng thấp nóng phía Tây nên mưa rào và rông chỉ xuất hiện vài nơi. Ban ngày trời nắng nhiều và nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao, có nơi mức nhiệt cao nhất trong ngày lên tới 35 đến 36 độ. Tuy nhiên thì từ đêm mai, tại khu vực này sẽ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Đông Bắc và các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to. Như vậy là trong ngày hôm nay và ngày mai thì thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn khá ủng hộ cho những chuyến du lịch của quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tranh thủ 1 đến 2 ngày thời tiết ít mưa và có nắng thì quý vị và các bạn nên đi tham thú các địa điểm nổi tiếng trong vùng. Chỉ có một lưu ý nhỏ, đó là vào buổi trưa thì quý vị và các bạn nên hạn chế đi ra ngoài đường vì thời tiết khá oi nóng. Tuy nhiên thì nếu quý vị và các bạn có ý định sẽ đi du lịch đến đây vào ngày Chủ nhật thì không nên vì thời điểm này Tại hầu hết khắp các địa phương thời tiết đều chuyển xấu với những cơn mưa rông. Tiếp theo xin được mời quý vị cùng tham khảo thêm những thông tin thời tiết cho các địa danh trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay và ngày mai thì thời tiết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ tương đối ổn định, mưa ít và trời còn nắng, sang đến ngày chủ nhật thì khả năng mây phát triển nhiều hơn và gây mưa ở phía đông khu vực. Nhìn chung thì trong 1-2 ngày này thì du lịch trong vùng khá là thuận lợi. Khả năng nắng nóng tại Bắc Bộ chỉ còn xảy ra cục bộ vài nơi trong ngày mai, từ đêm mai sang đến ngày chủ nhật mưa rông sẽ tăng mạnh trên khu vực Đông Bắc Bộ khiến cho thời tiết dễ chịu hơn và nhiệt độ giảm mạnh. Tuy nhiên thì hoạt động du lịch trong vùng sẽ bị ảnh hưởng xấu, đặc biệt là vùng biển. Tại Hà Giang trong đêm nay hầu như không có mưa, chiều mai có mưa nhỏ, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 30 độ. Tại Hạ Long nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 26 đến 33 độ. Còn tại Hải Phòng, nhiệt độ trong ngày phổ biến trong khoảng từ 27 đến 32 độ. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay và ngày mai thì khu vực từ Thanh Hóa tới khu vực Thừa Thiên Huế còn còn nắng nóng cục bộ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 37 độ. Chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông ở một vài nơi, nền nhiệt thấp nhất vào khoảng từ 26 đến 29 độ. Xu hướng trong những ngày cuối tuần với diễn biến của cơn bão số 2, mưa rông sẽ xuất hiện gây ảnh hưởng xấu cho các tỉnh thành ven biển. Các tỉnh thành Trung Trung Bộ mây đã phát triển nhiều và gây mưa trên khắp khu vực. Tại các địa điểm du lịch như là Đà Nẵng, Hội An và Bà Nà đều có mưa. Tại Đà Nẵng nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 27 đến 35 độ. Hội An mức nhiệt vào khoảng từ 26 đến 36 độ. Còn tại Bà Nà nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng từ 20 đến 29 độ. Vùng biển Nam Trung Bộ sẽ còn liên tục duy trì mưa rông và gió mạnh trong giai đoạn cuối tuần này nên du lịch trong vùng không được thuận lợi. Du khách cần hết sức chú ý và hạn chế với các hoạt động vui chơi ngoài biển hay lặn biển vì biển động, sóng cao rất nguy hiểm. Nhờ có mưa nên tiết trời trở nên mát mẻ hơn và nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 30 đến 33 độ. Về đêm nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 25 đến 27 độ. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa quý vị, bão mạnh lên khiến đới gió Tây Nam hoạt động mạnh hơn và hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ là nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của đới gió Tây Nam cường độ mạnh. Mưa rông kèm theo tố lốc và gió giật mạnh sẽ còn liên tiếp xảy ra trong hai ngày cuối tuần tại các khu vực này. Do vậy mà các địa điểm như là Pleiku, Buôn Ma Thuột và Đà Lạt thời tiết khá xấu không thuận lợi cho những chuyến dã ngoại của quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay thì tại nhiều tỉnh thành phía Nam sẽ có mưa tập trung vào chiều. Đợt mưa này dự báo sẽ còn kéo dài đến chủ nhật và có thể là đến những ngày đầu tuần sau. Do có mưa nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ so với những ngày trước. Về đêm thì trời mát mẻ và dễ chịu hơn. Mặc dù cơn bão số 2 không đổ bộ vào các tỉnh thành phía Nam, nhưng hoàn lưu bão rất rộng nên các vùng biển phía Nam sẽ xuất hiện những cơn mưa rông mạnh kèm theo gió giật nguy hiểm. Các phương tiện tàu thuyền nhất là các phương tiện đánh bắt thô sơ không nên ra khơi thời điểm này. Tàu thuyền du lịch trên biển cũng hạn chế hoạt động để bảo đảm an toàn và tránh thiệt hại. Tại con đảo nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 28 đến 32 độ, trời có mưa rông mạnh. Phú Quốc trời có mưa và nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 27 đến 32 độ. Thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy soạn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách tên tỉnh gửi tới 8030, dành cho thuê bao Viettel. Các bạn khác soạn tin DKSTT dấu cách mã vùng gửi tới 8930 miễn phí đăng ký. Bản tin thời tiết du lịch của kênh VTC14 xin được khép lại ở đây. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.